thực hiện hiệu quả Hiệp định Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào năm 2024. Ngày 15 tháng 10, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức khai giảng lớp tập huấn, trao đổi nhiệm vụ cho 60 cán bộ chiến sĩ Công an 6 tỉnh Bắc Lào. Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ trao đổi các kinh nghiệm, cập nhật phương thức hoạt động mới của tội phạm, cũng như các kỹ năng đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Những năm qua, Công an Điện Biên và Công an các tỉnh Bắc Lào đã và đang thực hiện hiệu quả công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là tội phạm ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, cán bộ chiến sĩ Công an các tỉnh Bắc Lào cũng đã đi thực tế tại các địa phương tỉnh Điện Biên triển khai xây dựng mô hình xã biên giới sạch về ma túy. Qua đó, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, cách làm sáng tạo, hiệu quả để từng bước tạo lập vành đai biên giới, vùng an toàn không ma túy, góp phần ổn định an ninh khu vực biên giới. Lớp tập huấn là cơ hội để cán bộ chiến sĩ công an hai nước chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực biên giới Việt-Lào trong thời gian tới.